Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn có trong ngày. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới và những tin tức về lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, China News Service tuần này cho biết theo trang web của Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Ủy ban Y tế, Cục Thống kê Quốc gia, Cục Khí tượng, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, Cục Dự trữ và Ngũ cốc, Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc xã hội, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc và các ban ngành đơn vị khác đã thảo luận và thông qua các thảm họa thiên nhiên lớn ở nước này vào năm 2022, 10 thảm họa thiên nhiên hàng đầu ở nước này như sau. 1. Trận động đất 6,9 độ Richter ở Meiyuan, tỉnh Thanh Hải, ngày 8 tháng 1. Vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 8 tháng 1, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Meiyuan, tỉnh Hải Bắc, Thanh Hải, với độ sâu tiêu cự 10 km, tâm chấn nằm ở ngã ba tỉnh Thanh Hải và Cam Túc, sau đó xảy ra dư chấn mạnh 5,1 độ Richter và 5,2 độ Richter. Trận động đất khiến tổng cộng 171.000 người ở 4 tỉnh thuộc khu vực Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông và Ninh Hạ phải bị ảnh hưởng và 95.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Giao thông địa phương, cơ sở hạ tầng thành phố và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,25 tỷ nhân dân tệ. 2. Thiên tai nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và băng giá ở miền Nam vào giữa và cuối tháng 2. Vào giữa và cuối tháng 2, ở phía Nam đã xảy ra quá trình thiên tai mưa và tuyết đóng băng ở nhiệt độ thấp trên diện rộng, kéo dài trong một thời gian dài. Bão tuyết đổ bộ xuống phía Nam, cường độ mưa tuyết là cao. Nhiệt độ thấp liên tục, mưa, tuyết và băng giá sẽ tác động nhất định đến sản xuất nông nghiệp, giao thông, điện năng. Thảm họa đã ảnh hưởng đến 6,092 triệu người ở 447 quận huyện trong 77 thành phố ở 9 tỉnh khu tự trị bao gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây. Gần 8.400 người đã được di rời khẩn cấp. Khu vực bị ảnh hưởng của cây trồng là 422,3 nghìn ha, 900 ngôi nhà còn lại bị sập và gần 6.500 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,89 tỷ nhân dân tệ. 3. Mưa lớn và lũ lụt ở lưu vực Châu Giang vào đầu và giữa tháng 6. Từ cuối tháng 5 đến đầu và giữa tháng 6, miền Nam Trung Quốc gặp phải quá trình nước thuyền rồng mạnh thứ hai kể từ năm 1961. Bị ảnh hưởng bởi nước thuyền rồng, lưu vực sông Châu Giang đã hình thành hai trận lũ liên tiếp theo lưu vực. Sông Bắc Giang trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1915. Các sông Tây Giang, Bắc Giang và Hán Giang trải qua 7 trận lũ được đánh số và tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở thành thị và nông thôn và dòng chảy trên núi. Thảm họa đã khiến 6,489 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các tỉnh khu vực Quảng Đông và Quảng Tây, 37 người thiệt mạng và mất tích, 502.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 9.200 ngôi nhà bị sập, 24.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị thiệt hại là 2,884 triệu ha, thiệt hại kinh tế là 27,82 tỷ nhân dân tệ. 4. Thiên tai mưa lũ lớn ở 3 tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam trong tháng 6. Trong tháng 6, nhiều nơi ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam hứng chịu mưa lớn nhiều đợt. Lượng mưa tích lũy lớn, diện tích mưa trồng chéo, vùng thiên tai rộng lớn, nhiều dòng sông trải qua trận lũ siêu lịch sử gây lũ lụt, địa chất thứ cấp, nông nghiệp, thủy lợi, giao thông vận tải, cấp nước, cấp điện và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Thảm họa đã khiến 8,142 triệu người ở Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ Nam bị ảnh hưởng, 29 người chết và mất tích, 629.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 9.100 ngôi nhà bị sập và hơn 50.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 582.000 ha, thiệt hại kinh tế là 43,3 tỷ nhân dân tệ. 5. Bão Siam Ba số 3 năm 2022.
cơn bão số 3 Siam 3 năm 2022 đã đổ bộ vào bờ biển Điện Bạch, Quảng Đông vào khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 7, cấp bão 35 m/s. Sau khi hạ cánh, nó đi qua 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam và hoàn lưu còn lại của nó tiếp tục đi về phía Bắc, ảnh hưởng đến Hoàng Hoài, Đông Bắc và các nơi khác của Trung Quốc. Hậu quả là 1,8629 triệu người ở 165 quận huyện thuộc 39 thành phố ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và các tỉnh khác bị ảnh hưởng. Hơn 70.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 670 ngôi nhà bị sập và gần 1.400 người bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Mùa màng bị ảnh hưởng với diện tích là 109,01 nghìn hectare, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,12 tỷ nhân dân tệ. Tháng 6 và giữa tháng 7, mưa lớn và thiên tai lũ lụt ở Tứ Xuyên. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 7, một số khu vực của tỉnh Tứ Xuyên hứng chịu mưa lớn nhiều đợt, có nơi mưa to cục bộ, kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như sét, gió giật, gây ra lũ quét, sạt lở đất và các thảm họa khác. Hậu quả là 279.000 người bị ảnh hưởng ở 76 quận trong 13 thành phố bao gồm Mianyang, Apa và Yan. 36 người chết và mất tích do thiên tai, 14.000 người được di rời khẩn cấp và tái định cư. Gần 400 ngôi nhà bị sập và gần 2.200 người bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. 3,9 nghìn hectare cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp 2,48 tỷ nhân dân tệ. 7. Hạn hán liên tục vào mùa hè, mùa thu và mùa đông ở lưu vực sông Dương Tử. Từ tháng 7 đến nửa đầu tháng 11, lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử thấp bất thường, thời tiết nhiệt độ cực cao tiếp tục diễn ra. Số ngày trên hạn hán vừa phải là 77 ngày, nhiều hơn bình thường 54 ngày trong cùng thời kỳ nhiệt độ cao và khô hạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nguồn nước uống cho người và động vật, nguồn điện và môi trường sinh thái tại các khu vực liên quan. Vào đỉnh điểm của hạn hán, 39,78 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 12 tỉnh và khu tự trị và thành phố bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tây và 7,014 triệu người cần hỗ trợ sinh hoạt do hạn hán. Khu vực bị ảnh hưởng diện tích trồng trọt là 4.270.000 ha và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 40,85 tỷ nhân dân tệ. 8. Thảm họa mưa lũ đầu tháng 8 ở Liêu Ninh. Từ cuối tháng 7 đến 10 ngày đầu tháng 8, miền Trung, Tây và Đông Nam tỉnh Liêu Ninh có mưa xối xả đến mưa to, gây lũ lụt, dòng chính sông Liêu Hà tiếp tục dâng cao vượt mức cảnh báo. Các con đê xung quanh sông Dương Hà ở các nhánh của nó có nguy cơ bị vỡ, gây thiệt hại nặng nề với nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Thảm họa đã ảnh hưởng đến 549.000 người ở 31 quận huyện trong 9 thành phố, bao gồm Cẩm Châu, Phúc Tân và Bàn Cẩm. 34.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 100 ngôi nhà bị sập và hơn 8.500 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 166,4 nghìn ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,6 tỷ nhân dân tệ. 9. Ngày 17 tháng 8, thảm họa lũ lụt núi Đại Đồng ở Thanh Hải. Vào lúc 22 giờ ngày 17 tháng 8, do mưa lớn liên tục, nhiều nơi ở tỉnh Thanh Hải đã xảy ra thiên tai lũ lụt. Lượng mưa lớn tức thời ở thị trấn Thanh Lâm và thị trấn Thanh Sơn, huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh đã gây sạt lở núi, sạt lở cầu cống, công trình thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác đã bị hư hại, thiệt hại rất nghiêm trọng. Lũ lụt và lở đất đã ảnh hưởng đến tổng cộng 65.000 người tại 11 quận huyện của 5 thành phố Tây Ninh, Hải Bắc, Hải Đông, Hoàng Nam và Quả La di rời khẩn cấp. Hơn 100 ngôi nhà bị sập. Trong thời gian này, hơn 9.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 5,3 nghìn ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 690 triệu nhân dân tệ. 10. Trận động đất 6,8 độ Richter ở Lude, tỉnh Tứ Xuyên ngày 5 tháng 9. Vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 5 tháng 9, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lude, khu tự trị Tây Tạng Kanji, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự 16 km. Trận động đất đã ảnh hưởng đến 548.000 người ở 24 quận huyện trong 6 tỉnh bao gồm Kanji và Yan của tỉnh Tứ Xuyên, 117 người chết và mất tích. 80.000 người phải di rời khẩn cấp, 12.000 ngôi nhà bị sập và 265.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở mức độ khác nhau. Hơn 100.000 tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng như điện, thông tin liên lạc và đường xá trong khu vực bị thiên tai tàn phá nghiêm trọng với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 15,48 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, sáng nay, hai trận động đất có cường độ đo được ban đầu là 6,7 độ Richter và 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển vùng Tây Nam Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cho người dân trong khu vực.
trận động đất thứ nhất xảy ra gần Thanh Hải lúc 9 giờ 26 phút sáng theo giờ địa phương, 00 giờ 26 phút theo giờ quốc tế. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 20 km. Đến 10 giờ 46 phút giờ địa phương, 1 giờ 46 phút theo giờ quốc tế, lại xảy ra một trận động đất nữa với cường độ 6,7 độ Richter, tâm chấn nằm sâu dưới 40 km. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát một cảnh báo sóng thần sau khi xảy ra trận động đất thứ hai, khuyến cáo các tỉnh thành trong khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi những đợt sóng thần nhỏ. Người dân được cảnh báo tránh xa các khu vực gần bờ biển. Cảnh báo sóng thần sau đó đã được dỡ bỏ, hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong. Thanh Hải nằm cách thủ đô Bắc Kinh 1.678,3 km về phía Tây Bắc. Một bức tường đá của bức tường thành cổ ở tỉnh Thanh Hải đổ sập sau trận động đất 5,4 độ Richter. Hai trận động đất diễn ra trong ngày đã khiến 25 người bị thương. Trận động đất dữ dội chiều qua ở Trung Quốc khiến gần 10.000 người bỏ mạng, hàng trăm người mắc kẹt dưới những tòa nhà bị sập, trong khi các đội cứu hộ vẫn chưa tới được vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo số liệu mới nhất tính đến tuần này thì đã có gần 39.000 người thiệt mạng. Cơn địa chấn mạnh 7,8 độ Richter, tâm chấn là tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra vào đầu giờ chiều hôm qua làm ít nhất 12 trường học bị sập. Các nhà máy hóa chất và một bệnh viện cũng bị phá hủy, khiến hàng trăm người bị mắc kẹt. Số người chết được cho là sẽ còn tăng lên trong trận động đất kinh hoàng nhất ở Trung Quốc trong 3 thập kỷ này. Khoảng 1.000 em học sinh bị vùi dưới tòa nhà 3 tầng của một trường học ở thành phố Đô Giang Yển, Tứ Xuyên. Thủ tướng Tập Cận Bình đau lòng khi 105 thi thể của các em được lôi ra khỏi đống đổ nát. Một trường học khác ở Đô Giang Yển cũng bị sập, khiến 650 em học sinh mắc kẹt. Đội cứu hộ mới đưa được khoảng 190 em ra ngoài. Chúng ta không thể phí phạm một phút nào được, ông Tập nói. Mỗi phút, mỗi giây đáng giá bằng cả sinh mạng của một em học sinh. Ở thành đô, nhiều người phải ngủ ở ngoài đường hoặc trong xe hơi do lo ngại các dư chấn tiếp theo. Ở đây, ít nhất 69 người chết và 950 người bị thương. Bắc Kinh đã nhanh chóng điều động quân đội và các nhóm y tế cứu người còn sống và điều trị cho những người bị thương. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh sẽ nỗ lực cứu trợ trong khi yêu cầu người dân bình tĩnh. Hạt Vấn Xuyên, cách thủ phủ Tứ Xuyên 100 km, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Phần lớn nhà của nông dân ở hai thị trấn đã bị sập, trong khi giới chức chưa nhận được thông tin của ba thị trấn gần tâm chấn nhất. Ba thị trấn này có khoảng 29.000 dân. Giới chức Vân Xuyên khẳng định có 51 người chết và số thương vong còn tăng lên nhanh chóng. Chúng tôi rất cần lều, thực phẩm, thuốc và thiết bị liên lạc vệ tinh, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Vân Xuyên cho hay. Hơn 9.000 người được cho là đã thiệt mạng ở hạt Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Tại đây, 80% các tòa nhà đều đã bị sập. Thảm họa lần này ở Tứ Xuyên là cơn địa chấn kinh hoàng nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1976, khi một trận động đất san bằng thành phố Đường Sơn khiến gần 300.000 người chết. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.